Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ mà con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến cùng ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa từ bản chất là vô hình, nhưng người đã trở nên hữu hình khi làm người để ở bên cạnh chúng ta. Như lời Thánh Gioan khẳng định trong bài đọc 2. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đến và học nơi Chúa bài học hiền lành và khiêm nhường trong lòng, như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Trước hết, bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Thư Thánh Gioan nói: Chưa ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì tình yêu của Thiên Chúa đang thể hiện nơi chúng ta, vì Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm đấng cứu độ thế gian. Vâng, đúng như vậy, Thiên Chúa đã mang lấy một trái tim bằng thịt, chứ không phải là gỗ đá hay tưởng tượng đâu. Tuy nhiên, khi nói đến trái tim là chúng ta muốn nói đến tình yêu, mà tình yêu lại là cái vô hình. Có giải phẫu trái tim, người ta cũng không thấy tình yêu nằm ở chỗ nào, mà chỉ thấy thịt tươi máu đỏ. Không thể bảo trái tim là tình yêu, không phải cứ vẽ hai trái tim với mũi tên rướm máu mà bảo nó là tình yêu. Tình yêu chẳng phải là bông hoa đỏ, chẳng phải là món quà sang trọng, chẳng phải là nụ hôn, ánh mắt hay vòng tay. Tất cả chỉ là dấu chỉ của tình yêu. Chúng ta khó đọc ra khuôn mặt của tình yêu nếu không có những dấu chỉ đi kèm. Đó là lý do tại sao phụng vụ dành riêng một ngày lễ kính trái tim Chúa Giêsu. Song, đây cũng chẳng phải nhằm kính một bộ phận cơ thể, dù đó là thân xác của Chúa, mà chỉ muốn nhắc nhở về tình Chúa yêu thương. Vì thế, Thánh Gioan mới khẳng định: Ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đó là mặc khải của Chúa Giêsu về Thiên Chúa là tình yêu. Nhìn vào hình ảnh thánh tâm, chúng ta liên tưởng đến lòng Chúa bao dung. Tình yêu ấy giúp chúng ta liên tưởng đến những việc làm cụ thể của Chúa, những phép lạ, những lời giảng dạy, những lần tha thứ, và nhất là cái chết trên thập giá của Ngài. Tất cả chứng minh lòng Chúa yêu thương và chỉ muốn điều tốt lành nhất cho con người.
song Ngài không thể cưỡng ép ai yêu Ngài, vì cưỡng ép không còn là yêu. Tình yêu đúng nghĩa không bao giờ dùng sức mạnh hay quyền lực, cũng chẳng bao giờ lừa lọc để mua chuộc tình yêu. Ordenlin, một thi sĩ người Đức, đã nói: Thiên Chúa làm người giống như biển cả làm nên đất liền bằng cách thu mình lại. Đại dương thật mênh mông, muốn có đại lục thì chỉ có cách là biển cả phải thu mình lại, nhường chỗ cho đất liền nhô lên khỏi biển. Như vậy, yêu ai là muốn cho người đó được sống và sống dồi dào, chứ không phải là lấn lướt để người đó thua kém đi. Sức mạnh của tình yêu là như thế đó. Chính sự khiêm nhường thẳm sâu làm chứng quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Thông thường ở đời, quyền năng là để chiến thắng, để chế ngự, để đè bẹp. Trái lại, nơi Thiên Chúa, quyền năng là để chịu thua, để yêu thương, để tha thứ. Sức mạnh không ở nơi quyền lực. Quyền lực bộc phát là quyền lực không tự kiềm chế được. Trái lại, khiêm nhường là chế ngự được sức mạnh của mình. Đó mới chính là quyền năng thực sự mạnh mẽ. Ngày nay, sự hiền lành dễ thương không còn được đánh giá cao như trước, bởi vì ngày nay bạo lực được phổ biến và có mặt khắp nơi, trên báo chí cũng như trên phim ảnh và truyền hình. Trong một thế giới mà những quy luật mạnh được yếu thua, lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng, hoặc được làm vua thua làm giặc, gần như là tất yếu và phổ biến, thì lời giảng dạy của Chúa Giê-xu về đức hiền lành và khiêm nhường quả thực rất khó nhọc được chấp nhận và xác tín, nếu không muốn nói là chướng tai gai mắt. Tuy nhiên, giáo huấn của Chúa vẫn không thay đổi: hãy học cùng Chúa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường. Phải chăng đó là một sự khiêm nhường tột cùng của một Thiên Chúa làm người, hạ mình xuống rốt hết mọi người, lãnh nhận cái chết của tên nô lệ bị đóng đinh thập giá? Nói tóm lại, Thiên Chúa chúng ta tôn thờ và yêu mến là như vậy đó. Chúng ta tin Thiên Chúa là đấng toàn năng, nhưng không phải là sự toàn năng nhằm hủy diệt sự tự do của con người. Sức mạnh của người là sức mạnh của tình yêu, nên người không thể làm những gì mà tình yêu không cho phép làm. Thế nên, Thiên Chúa không thể kết án hỏa ngục cho bất cứ ai, mà chỉ có con người tự kết án chính mình khi ngoan cố không muốn tồn tại trong Thiên Chúa là nguồn sống. Chỉ có Thiên Chúa tồn tại vĩnh cửu, là thiên đàng của con người. Còn hỏa ngục là sự hư mất đời đời, nghĩa là không tồn tại mãi mãi, dù là tồn tại trong đau khổ. Đó là điều chúng ta phải chọn lựa: hoặc là hạnh phúc đời đời trong tình yêu của Chúa, hoặc ngoan cố lạc xa quỹ đạo tình yêu để đến gần đến chỗ diệt vong.